Chào mừng quý bà con nhà nông đã quay trở lại kênh Vật tư Nông nghiệp Chí Linh An Giang với chủ đề hôm nay là đảo ôn vi khuẩn trái bìa lá. Bà con thân mến, đảo ôn vi khuẩn trái bìa lá gây nhiều thiệt hại cũng như là tốn kém trong vấn đề canh tác lúa, gây tổn hại không kém gì so với các loài dịch hại côn trùng tấn công trên diện rộng ruộng lúa của bà con mình. Vậy thì đảo ôn là gì? Triệu chứng của bệnh ra sao? Tác hại của nó như thế nào? Cách nhận biết và biện pháp cũng như là sử dụng những chế phẩm thuốc nào cho hợp lý. Vâng, tất cả sẽ được giới thiệu và giải đáp trong ngày hôm nay. Nói đến bệnh đạo ôn, nhà nông ai cũng lo âu, phiền muộn và đã quá quen thuộc với loại bệnh này. Tuy nhiên, bà con hãy cùng em tìm hiểu khái quát một lần nữa về căn bệnh này là gì nhé. Bệnh đạo ôn hay còn gọi là bệnh trái bìa lá gồm có hai độc tố biricularin và acid picolinic hòa tan trong nước, lan ra xung quanh làm chết tế bào lá lúa và hình thành vết bệnh có hình mắt én. Độc tố biricularin càng cao thì nguy cơ cây lúa mắc bệnh đạo ôn càng nặng, dẫn đến việc làm cho cây lúa bị lùn đi. Bệnh đạo ôn gây hại ở nhiều bộ phận trên cây lúa như trên lá, cổ ré, nhánh cổ ré và cả trên cuốn hạt. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu sự gây hại này trên những bộ phận đó, để nếu gặp những dấu hiệu trên thì bà con mình cũng không loay hoay và bỡ ngỡ nhé. Đầu tiên, triệu chứng đạo ôn trên lá. Bệnh gây hại ở giai đoạn mạ, đẻ nhánh, vết bệnh có hình bầu dục, hai đầu kéo dài ra dọc theo gân lá, màu nâu, tâm trắng sáng giống hình con mắt. Vết bệnh lúc đầu từ nhỏ, màu trắng dần dần chuyển thành một chấm màu nâu nhỏ như đầu kim. Và cuối cùng là chuyển thành vết bệnh điển hình. Nếu không phòng bệnh kịp thời thì nó sẽ tạo thành phần lá ngã màu nâu, làm phần lá bị cháy khô, kéo theo đó là chết cả bụi lúa. Triệu chứng thứ hai là triệu chứng đạo ôn cổ lá. Khi giống lúa bị nhiễm đạo ôn cổ lá và gặp điều kiện thuận lợi như mưa đêm hay là sương mù dày về đêm thì nó sẽ xuất hiện các vết nâu nơi cổ lá lúa, lá bị gãy gục. Sau vài ngày lá lúa sẽ bị cháy khô, dễ thấy là trên lá lúa có vết bệnh và có giọt nước lăn qua vết bệnh đọng lại ở cổ lá. Triệu chứng thứ ba là triệu chứng đạo ôn cổ ré. Bà con mình hay gọi là đạo ôn cổ bông, gặp khi lúa đã trổ bông, nấm bệnh đạo ôn tấn công vào cổ ré hoặc là ở cuống của cổ ré. Lúc này sẽ xuất hiện vết bệnh màu nâu hoặc nâu xám hoặc là nâu xanh. Khi mà bà con mình nắm ré lúa kéo mạnh lên thì thấy ré lúa không tuột ra khỏi chòi của lúa và ở cổ ré có đốm nâu làm bông lúa bị lép trắng cả ré lúa thì đó là dấu hiệu của đạo ôn cổ ré. Triệu chứng đạo ôn nhánh ré. Sau khi ré lúa cúi xuống, còn gọi là cong cái me, nấm bệnh tấn công lên các nhánh nhỏ của ré lúa làm cho hạt lúa không noi tròn. Triệu chứng cuối cùng là triệu chứng đạo ôn cuốn hạt. Dễ thấy từ giai đoạn cong trái me trở về sau, làm cho hạt lúa không noi tròn và hạt sẽ bị rụng nhiều sau khi thu hoạch. Thưa bà con, bệnh đạo ôn chủ yếu là lây nhiễm qua đường không khí. Một khi bệnh phát tán rộng trong không khí và lây lan nhanh trong môi trường nước sẽ dẫn đến cây lúa chết rất là nhanh. Vì thế, hôm nay Vật tư Nông nghiệp Chí Linh xin được giới thiệu đến bà con mình một số biện pháp để phòng ngừa và trị bệnh sớm, tránh những rủi ro và tổn thất lớn về công sức cũng như là chi phí bà con nhé. Để phòng ngừa, bà con mình nên thực hiện các biện pháp canh tác đúng quy trình từ khâu chọn giống, làm đất, gieo xạ cho đến bón phân sao cho hợp lý. Thứ nhất là việc chọn giống. Thì bà con mình chọn giống kháng với bệnh để trồng hoặc là chọn các giống ít nhiễm bệnh. Thứ hai là sau khi thu hoạch, bà con mình nên dọn sạch cũng như là xử lý rơm rạ còn sót lại để hạn chế nấm bệnh còn lưu tồn trong đất, ảnh hưởng đến việc canh tác của bà con mình ở mùa sau. Thứ ba là khi gieo xạ, mật độ gieo sẽ không được dày quá. Và thứ tư là khi làm đất, bà con mình nên giữ nước cho đúng cách, tránh để ruộng khô làm cản trở quá trình phục hồi lúa. Và cuối cùng là việc bón phân sao cho cân đối, nên bổ sung các chất chung vi lượng, lăn, kali, hạn chế bón dư đạm. Vì khi trời mưa, lượng đạm trong nước mưa đã có sẵn, nếu mình bón thêm đạm nữa sẽ dẫn đến việc dư đạm và kéo theo đó là lúa dễ bị nhiễm bệnh đạo ôn và khi bệnh thì nó sẽ phát triển rất là nhanh và khó chịu dứt điểm. Khi nào mà bà con mình thấy lúa ngã màu vàng, vàng hơn đọt chuối thì lúc đó cây đang cần đạm, bà con mình bổ sung thêm đạm cho cây lúa trong giai đoạn này nhé. Bước thứ hai là trị bệnh.
Để trị bệnh đạo ôn hiệu quả thì ngoài việc chọn đúng thuốc, đúng liều thôi vẫn chưa đủ. Bà con mình nên phối hợp thêm việc chọn cách phun sao cho đúng cách và phải đúng lúc. Vậy thì khi nào phun thuốc là đúng lúc và cách phun ra sao? Khi mà bà con mình quan sát lúa trong những lần thăm ruộng, buổi sáng khoảng từ 8 đến 9 giờ, mặt trời đã lên cao mà trên mặt lá lúa vẫn còn xuất hiện hiện tượng sương sớm, đọng lại trên lá lúa rất là lâu. Và khi phát hiện dấu chấm kim có màu trắng khi nhìn lá lúa ngược sáng hoặc là chấm kim màu nâu, lúc này vết bệnh chỉ xuất hiện ở các tầng lá trên, nên khi phun thuốc chỉ cần phun không sót lối, thuốc sẽ thấm vào các vết bệnh đó luôn và trị hiệu quả, dứt điểm. Để nếu phát hiện trễ, các vết bệnh này sinh ra bào tử và rơi xuống tầng lá bên dưới đã bị che bởi các lớp lá trên, sẽ rất là khó phun và khó trị dứt điểm đạo ôn trên lúa. Nếu gặp trường hợp phát hiện trễ thì bà con mình phun thuốc theo hai cách. Thứ nhất là theo cách phun chồng lói. Với cách phun này, lượng thuốc trên lá lúa được nhặn gấp đôi và phần dư của thuốc sẽ chảy xuống bể lá, lan qua các bể lá ở bên dưới, lưu dẫn lên các lá của tầng lá ở bên dưới tán lá. Nhờ đó, chẳng những lớp lá phía trên mà lớp lá ở phía dưới cũng nhận được lượng thuốc và trị được đạo ôn cho cả ruộng. Cách thứ hai là phun theo cách kéo thanh tre, nhờ thanh tre kéo đi đè lên lúa, làm lúa nghiêng mình dưới thanh tre. Lúc này, thuốc sẽ được phun lên tất cả các lá lúa trong bụi lúa. Đạo ôn dù ở kẽ hở nào dưới lớp lá cũng không thoát khỏi. Bà con thân mến, ngoài việc lựa chọn cách phun và thời điểm phun hợp lý, thì để trị dứt bệnh đạo ôn vẫn không thể thiếu thành phần quan trọng, đó là các chế phẩm thuốc nào và liều dùng hợp lý. Vật tư nông nghiệp Chí Linh xin giới thiệu các sản phẩm trị đạo ôn vi khuẩn trái bì lá trong ngày hôm nay, đa dạng cả dạng gói lẫn dạng chai cho bà con mình có nhiều sự lựa chọn hơn nhé. Đầu tiên là thuốc trừ bệnh gấp 3. Một hộp như vậy thì có 2 chai, một chai có dung tích là 300ml. Chai đầu tiên Phos 500SC gồm 3 hoạt chất Phenoxanil 90%, Ursolinic Acid 90%, GC Collagen 30%, kèm các chất phụ gia đặc biệt là 50%. Chai thứ hai, Starwell 425SC gồm 3 hoạt chất kết hợp Azoxystrobin 20%, Difenoconazole 12,5%, Hexaconazole 10%, kèm các chất phụ gia 57,5%. Đặc trị đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, vàng lá chín sớm, thuốc giúp làm khô nhanh vết bệnh. Thuốc có hiệu lực kéo dài sau 1 giờ phun, nếu gặp mưa thì cũng không làm giảm hiệu lực của thuốc. Bà con mình nên kết hợp thêm sản phẩm gấp 3 kèm với áo giáp kẽm để cho hiệu quả tối đa, xanh bộ lá đồng. Và khi mua một cặp gấp 3 như thế này thì bà con mình sẽ được tặng kèm gói khắc tinh sâu rầy, có thể tích 5ml, giúp lưu giãn mạnh, thấm nhanh, tăng hiệu lực của thuốc bảo vệ thực vật. Và liều dùng, một cặp gấp 3 này bà con mình phun cho 1 hecta. Thuốc trừ bệnh thứ hai là thuốc trừ bệnh đạo ôn B1 có dung tích 240ml với hoạt chất Phenoxanil. Sản phẩm này cũng có tác động tiếp xúc, nổi hắt, có hiệu quả cao, kéo dài giúp cho cây lúa phát triển, tăng chất lượng gạo, ít gây nát khi xay xát. Thuốc sử dụng để phòng trừ bệnh đạo ôn gây hại trên cây lúa, không gây ngộ độc cây. Và liều dùng thì một chai bà con mà sử dụng từ 8 đến 10 bình, có thể phun lặp lại sau 10 đến 14 ngày nếu bệnh hại nặng. Sản phẩm thứ ba là vi khuẩn B2 có dung tích 450ml. Đây là thuốc đặc trị vi khuẩn lưu giãn mạnh với hoạt chất thế hệ mới Ninamycin chiếm 40%, có tác dụng phòng và trị hiệu quả các bệnh khô vằn, bạc lá, thối gốc cây trồng. Liều dùng một chai bà con mà sử dụng từ 8 đến 10 bình máy. Sản phẩm thứ tư, Blingro có khối lượng là 100g với hai hoạt chất Robinet chiếm 613g trên kg và Chilocytrobin chiếm 35g trên kg, kèm các chất phụ gia có tác dụng đặc trị đạo ôn lúa, thắng thư, đốm lá trên nhiều loại cây trồng, phòng trừ bệnh triệt để, hiệu lực kéo dài, rất tiện lợi, hiệu quả kinh tế cao. Và liều dùng một gói bà con mình sử dụng cho một bình máy 25 lít. Sản phẩm thứ năm là cặp sạch bệnh Siltalabin. Đầu tiên, Silta có khối lượng 18g, hoạt chất Oxalic Acid chiếm 20%. Labin có khối lượng 18g, hoạt chất GC Collagen chiếm 50%. Cặp sạch bệnh này có tác dụng đặc trị hiệu quả bệnh đạo ôn,
như đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, ré, đặc trị vi khuẩn như bạc lá, cháy lá. Và liều dùng một cặp siêu ta, labin bà con mình sử dụng cho một bình máy. Sản phẩm thứ 6 là khuẩn lạnh VS, có dung tích 240ml. Đây là sản phẩm có tính sát khuẩn mạnh, phòng trừ các bệnh do vi khuẩn gây ra như thắng thư, thói nhũng, héo xanh, bạc lá. Và liều dùng một chai bà con mình sử dụng từ 8 đến 10 bình máy. Sản phẩm cuối cùng là đạo ôm Rosi-B1, có dung tích 240ml, với hoạt chất tebuconazole chiếm 10%, phenolsanil chiếm 20%, có tính tiếp xúc, lưu giãn mạnh, thấm sâu vào lớp biểu bì, giúp bảo vệ cây trồng khỏi sự xâm nhập của nấm bệnh, ngăn chặn sự phát triển của nấm bệnh gây hại. Một chai bà con mình sử dụng từ 8 đến 10 bình máy. Nếu bà con mình sợ trong mùa mưa này phun một trong các sản phẩm thuốc trên, thuốc chưa kịp lưu dẫn vào lúa thì đã bị rửa trôi, thì bà con mình nên kết hợp một trong những sản phẩm trên pha chung với tăng lực VS. Sản phẩm giúp cho thuốc bám chặt vào lá lúa, tránh bị rửa trôi do mưa. Sử dụng chung với thuốc sẽ giúp dính lâu hơn trên cây, để tác động thẳng vào các thành tế bào, giúp phách tán đều trong nước, tránh hiện tượng lắng đọng thuốc đậm đặc dưới đáy bình. Đạo ôn vi khuẩn cháy bì lá, không còn lo ngại gì nữa. Bà con mình hãy nhanh tay liên hệ đến số hotline 096 107 4041 hoặc 033 988 3628 trên góc phải màn hình để được tư vấn, đặt hàng các sản phẩm trong ngày hôm nay và giao hàng tận nơi, ship có toàn quốc. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi. Chúc bà con có một mùa màng bội thu. Yeah! Xin kính chào và hẹn gặp lại.